Vâng, xin chào quý vị và các bạn nhé. Thì hiện tại mình đang ở thành phố Thái Bình này. Công trình sử dụng tấm bê tông nhẹ Lego World Việt Nam để làm nhà. Đây là cái thiết kế nhà này thì rất là đơn giản mà lại hữu ích. Các bạn có thể tham quan qua hình ảnh video mình quay ở đây. Ở đây phía dưới tầng 1 này các bạn nhìn nhé. Thì làm móng cũng rất là đơn giản thôi với cái nhà bê tông nhẹ này. Những cái mẫu này thì mình khẳng định là xây bê tông nhẹ Lego World sẽ tiết kiệm hơn rất nhiều so với nhà truyền thống xây gạch. Vì sẽ giảm được rất là nhiều móng và xây, các bạn nhìn thấy không? Với những khoảng nhỏ như này, này thì sắt tốn không bao nhiêu cả. Ở đây chỉ có 8 cái cột Y thôi. Bên cạnh đó thì thêm các cái dầm Y, thêm có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cái dầm Y nữa. Và một số những cái hộp 50, hộp 48, ở đây là 48. Các bạn nhé, đây là hộp 48, 1,4 ly để làm xương phụ. Như vậy các bạn đã có một cái sàn như thế này rồi. Ở đây sàn này mình sẽ tính như 1, 2, 3, 4 4, 1 chiều 4, 1 chiều chỗ kia về tầm 8 mét, à 7 mét thôi, chắc là tầm 7 mét thôi. Thì hình chữ L, đó. Đây, 4, 7, 3, 12, 12 cộng với lại 3 mét rưỡi với lại 8 mét nữa là cái này tính gần 40 mét vuông sàn. Như vậy nhìn như này là nhà có diện tích cũng khá là đủ rồi đấy các bạn nhé. Thì chi phí sẽ rất là nhẹ thôi. Tấm bê tông sẽ được chia làm 3 khoảng, xương nó chia 3 khoảng ra thì chịu sàn rất là khỏe, 800 cân trên 1 mét vuông. Kích thước chia 3 đó là 815 tính từ tâm nọ sang tâm kia của các xương phụ. Ở đây công năng đầy đủ, gồm có phòng ngủ, phòng khách này, phòng thờ ở trên này. Đó. Ưu điểm tấm nhẹ, dễ dàng thi công, cách âm, cách nhiệt, tái sử dụng. Kích thước ở tấm bên mình có hai loại, dài 2m44, rộng 61cm, dài 9cm, với hai làm âm dương như các bạn thấy đây. Và một loại tấm nữa dài 1m22, rộng 61cm, dày 9cm, 14 làm âm dương, chuyên ghép tường. Thì các bạn có thể sử dụng ra 2 hoặc 3 tấm, 2 hoặc 3 tấm 2m44 ở dưới chân để làm tường nhanh nhanh. Và lên trên cao thì các bạn có thể sử dụng cái tấm 1m22 để ghép tường thì nó sẽ nhẹ và nhanh hơn nhiều. Thi công các bạn, thi công nhà gọn gàng, công trường gọn gàng, nó không phải bừa bộn đống nọ đống kia. Bên mình thì ứng dụng rất là nhiều công trình rồi, công trình nhà ở, nhà xưởng, biệt thự, nhà hàng, khách sạn rất nhiều. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn có nhu cầu thì liên hệ với mình theo số 0978188052, 0906246985. Mình xin nhắc lại 0978188052 nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Bye bye.